Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Gia Lai, chiều nay, ngành y tế Đà Nẵng đã cử đoàn cán bộ, y tế bác sĩ lên tỉnh Gia Lai để hỗ trợ địa phương bạn chống dịch COVID-19. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến động viên đoàn trước giờ lên đường. 13 giờ chiều nay, 8 cán bộ, y bác sĩ đoàn công tác chi viện cho tỉnh Gia Lai đã có mặt tại trung tâm hành chính thành phố để chuẩn bị di chuyển về tỉnh Gia Lai. Với kinh nghiệm từng trải qua hai đợt bùng phát dịch COVID-19, tất cả đều sẵn sàng chung tay cùng các đồng nghiệp tại Gia Lai đẩy lùi dịch bệnh. Phải nói là cũng rất là tự hào và mong muốn mình lên trên đó cố gắng làm sao đáp ứng phù hợp nhanh với công việc và tham gia chống dịch với các đoàn khác cũng như của tỉnh Gia Lai để làm sao là sớm thể đạt được cái hiệu quả trong cái chống dịch. Thì đây là một cái lực lượng cũng đã từng chinh chiến qua hai cái đợt dịch của Đà Nẵng và hiện nay với cái nhiệm vụ của chúng tôi thì sẽ lên cùng với lại anh em đồng nghiệp ở Gia Lai sẽ cùng chia sẻ cộng đồng trách nhiệm để giúp nhau để mà cố gắng là phấn đấu là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Đến động viên đoàn công tác trước khi lên đường làm nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao tính tiên phong, dũng cảm và tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, y bác sĩ xung phong làm nhiệm vụ đợt này. Sự chia sẻ, hỗ trợ này là hết sức cần thiết bởi dịch bệnh tại Gia Lai đang diễn biến phức tạp. Khi mà thành phố chúng ta có những khó khăn trong cái đợt dịch lần thứ hai vào tháng 7 năm 2020, các địa phương đã chung tay cử những cái đội ngũ y bác sĩ, các điều dưỡng viên đến giúp cho thành phố chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ thể hiện cái tinh thần đó, trách nhiệm đó đối với các cái địa phương khác. Và đặc biệt là các đồng chí sẽ mang cái trách nhiệm, kinh nghiệm của mình đến cho Gia Lai. Các đồng chí là những cái biểu hiện rất là cụ thể của cái tinh thần trách nhiệm, tương thân, tương ái. Chúc các đồng chí lên đường mạnh khỏe và sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đúng với kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Đoàn công tác của ngành y tế Đà Nẵng đến Gia Lai đợt này có 8 cán bộ, y bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố và Trung tâm Y tế các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu và Cẩm Lệ do Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tiên Hồng làm trưởng đoàn. Đoàn công tác sẽ phối hợp hỗ trợ ngành y tế Gia Lai thực hiện điều tra, truy vết, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn. Gác lại niềm vui Tết cùng gia đình, 8 cán bộ, y bác sĩ đoàn công tác ngành y tế Đà Nẵng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp sức mình cùng Gia Lai kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.